chủ tịch huyện mất 171 tỷ và việc chống tham nhũng nửa vời của Tổng Trọng. Công luận thấy rằng hầu như lãnh đạo các cấp trong bộ máy của Đảng và chính quyền đều tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật. Chỉ một mình lãnh đạo giữ chức chủ tịch huyện mà trong tài khoản ngân hàng có tới hàng trăm tỷ đồng để rồi bị lừa thì đây là điều hết sức bất thường. Công luận đặt câu hỏi, vậy lãnh đạo cấp cao trên cương vị chủ tịch huyện kia là bí thư tỉnh hay chủ tịch nước thì còn giàu đến cỡ nào? Tờ báo Tiền Phong vào ngày 13 tháng 6 đưa tin đề nghị kỷ luật nữ chủ tịch huyện liên quan vụ bị lừa 171 tỷ đồng. Bản tin cho biết tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét đề nghị xử lý và thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch về vi phạm kê khai tài sản không trung thực theo thẩm quyền. Trước đó, bà Giang Hương được cho là bị nhóm lừa đảo công nghệ cao, xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật để hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản và chuyển tiền vào. Chỉ trong vòng vài ngày, nhóm tội phạm này đã rút của bà hơn 171 tỷ đồng. Mạng xã hội của người Việt Nam đã dậy sóng về câu chuyện giàu có bất thường của lãnh đạo tại Việt Nam. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi, chỉ là một chủ tịch huyện thôi, tiền đâu ra mà nhiều đến như vậy. Nhiều ý kiến cho rằng Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần phải trả lời công luận về câu trả lời rằng số tiền 171 tỷ đồng của bà chủ tịch Nguyễn Thị Hương Giang có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được chứng minh làm rõ hay chưa. Bên cạnh đó có những ý kiến cho rằng đây là một sai phạm hết sức cụ thể, nhưng việc xem xét xử lý kỷ luật trong một thời gian khá dài là điều không cần thiết. Vấn đề chậm trễ trong việc xử lý cấp lãnh đạo nói chung và nhằm tạo điều kiện cho người bị kỷ luật có thời gian để chạy tội hay không. Việc công khai minh bạch tài sản của quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Việc nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao hàng đầu bị mất chức do cáo buộc liên quan đến tham nhũng, như ông Võ Văn Thưởng đã nhận hối lộ 64 tỷ đồng cách đây 13 năm, hay ông Vương Đình Huệ liên quan đến cáo buộc trợ lý đã nhận tới 2.200 tỷ đồng từ tập đoàn Sân Sau, kể cả bà Trương Thị Mai cũng bị cáo buộc nhận 2 triệu đô la từ bà trùm Trương Mỹ Lan. Vậy tại sao việc kê khai tài sản lại không được đề cập tới? Điều đó đã cho thấy ngày càng có nhiều quan chức tham nhũng và chức vụ của kẻ tham nhũng ngày càng cao. Một khi thượng bất chính thì hạ tất loạn. Tình trạng tham nhũng của đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay. Từ chỗ cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn ăn lớn, đến nay đã có tới tình trạng nhỏ ăn lớn, lớn cũng ăn lớn nhưng vẫn không tha miếng nhỏ. Đó là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng tăng. Khởi tố bắt giam mãi vẫn không hết, bắt đến gần hết cả lãnh đạo nhưng các đồng chí chưa bị lộ vẫn còn rất nhiều và họ vẫn đang tiếp tục tham nhũng tới mức đã trở thành quy luật, số tiền nhận hối lộ tăng theo cấp bậc lãnh đạo đang nắm giữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyễn Phú Trọng chưa có một giải pháp chống tham nhũng nào cho phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam hiện nay, không có tam quyền phân lập, không có độc lập về tư pháp. Đó là nguyên nhân vì sao Đảng đóng vai trò vừa là quan tòa, đồng thời vừa là kẻ trộm. Ông Trọng đã chỉ thị rằng đánh chuột không để vỡ bình bởi lý do này. Công luận thấy rằng tham nhũng là một thực trạng cố hữu trong khu vực công và đã làm xói mòn niềm tin của người dân. Đã có những bằng chứng cho thấy có sự liên kết, móc nối, thậm chí bao che có tổ chức trong hệ thống lãnh đạo cấp cao, đến mức một số nhà quan sát gọi đây là tình trạng lũng đoạn nhà nước. Không chỉ cần có tam quyền phân lập và về thể chế mà cần có sự độc lập giữa các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát và tòa án. Hơn nữa còn cần đến sự giám sát từ người dân và các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Đồng thời phải bổ sung những hình phạt nghiêm khắc hơn, với mức phạt bổ sung ít nhất phải bằng số tiền đã được tham nhũng, thất thoát, hối lỗi, cố ý. Quan trọng hơn, muốn chống được tham nhũng, thì những người lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng phải dứt khoát không tham nhũng, kể cả tham nhũng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chủ tịch huyện bị mất 171 tỷ và việc chống tham nhũng nửa vời của Tổng Trọng. Vì sao tham vọng quyền lực của Tô Lâm dựa vào Bắc Kinh sẽ chấm dứt rất nhanh? Người Việt Nam có câu cái kim trong bọc mãi cũng lòi ra. Nhưng nguyên nhân sự thành công của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì chẳng cần có thời gian bao lâu. Tô Chủ tịch đã trở thành nhân vật lãnh đạo số 1 của Đảng, thay thế trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã già nua và lắm bệnh. Là điều có thật, dù rằng chỉ ít ngày sau Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khi Tổng Trọng cùng đa số tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị đã đảo ngược thế cờ
kiểm soát ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời đẩy ông Tô Lâm vào thế bị động, tưởng chừng hết lối thoát. Trong khi nguồn tin nội bộ do Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, tức Blog Cô Gái Đổ Lòng, người được mệnh danh là đưa tin chính xác, cho biết chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sẽ trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an với lý do có nhiều lợi thế tuổi tác, người đứng sau các báo cáo xử lý một số cán bộ cấp cao gần đây của tổ chức. Vậy mà bất ngờ vào ngày 6 tháng 6, Tô Chủ tịch đã tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục, thành công đưa Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an với sự đồng thuận rất cao của Quốc hội. Đây là một điều chưa từng có trong tiền lệ lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ sau năm 1975 cho đến nay. Công luận cho rằng sự kiện này đã phá vỡ mọi quy định mang tính truyền thống của Đảng, đó là nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an bắt buộc phải là Ủy viên Bộ Chính trị ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng ông Lương Tam Quang nói mới chỉ là Ủy viên Trung ương hơn 3 năm, còn chưa đủ điều kiện để xét vào Bộ Chính trị. Hơn nữa, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung thêm 4 trên tổng số 6 Ủy viên Bộ Chính trị còn khuyết, nhưng không có ông Lương Tam Quang. Chưa hết, sau đó ít ngày, tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lại được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Điều này dẫn đến một nghịch lý, Bộ trưởng Lương Tam Quang trở thành Thủ trưởng cấp trên của Tổng Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, bởi hai người này là Ủy viên Thường vụ trong Đảng ủy Công an Trung ương. Theo giới thạo tin, để tạo điều kiện cho ông Tô Lâm kiểm soát toàn diện Đảng Cộng sản Việt Nam, Bắc Kinh còn yêu cầu đưa tướng Nguyễn Duy Ngọc, một đồng hương và cũng là một nhân vật thân cận với ông Tô Lâm, chuyển sang giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Vẫn theo sự gà bài của Bắc Kinh, Tô Lâm sử dụng chiêu thức họp các lãnh đạo chủ chốt, tức Bộ Chính trị thu hẹp hay tứ trụ mở rộng. Với phương thức này, Tô Lâm luôn giành được ưu thế so với Tổng Bí thư trong việc ra quyết định tập thể. Giới phân tích khẳng định rằng ông Tô Lâm giành được các thành công ngoạn mục như trên, tất cả đều do bàn tay của Bắc Kinh đạo diễn, nghĩa là không có chuyện Tô Lâm lội nước ngược dòng và nhận được sự đồng thuận cao từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giới tướng lĩnh cấp cao. Mà dường như đây là việc Ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã can thiệp một cách thô bạo vào nội bộ giữa lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính trị duy nhất và mang tính chất hợp pháp ở Việt Nam. Lãnh đạo Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định Đảng lãnh đạo. Trong khi đối với đông đảo người dân Việt Nam yêu nước, nhà cầm quyền Đại Hán phương Bắc nói chung và chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói riêng luôn là kẻ thù, chuyển kiếp và không đợi trời chung, cho đến hiện nay vẫn như vậy, khi họ nhăm nhe cướp cả Biển Đông. Vậy lý do gì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn với 5 triệu đảng viên, trong đó có một số lượng không nhỏ có cựu chiến binh tham gia cuộc chiến biên giới phía Bắc và chiến trường Campuchia, lại giáp tâm làm tay sai cho Bắc Kinh? Tại sao tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng có thể đang tầm nhắm mắt làm ngơ trước sự bán nước lộ liễu để phục vụ cho tham vọng quyền lực cá nhân của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến như thế, là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Theo giới quan sát, vào thời điểm hiện nay, với sự chống lưng triệt để từ Bắc Kinh, ông Tô Lâm đang ở thế thượng phòng, nhưng ông vẫn không nhận ra được sự ủng hộ của đa số đông lãnh đạo cấp cao, đặc biệt giới tướng lĩnh quân đội. Ông Tô Lâm từng bị Ban lãnh đạo Đảng khẳng định không đủ tư cách và đạo đức để giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tham vọng sẵn sàng bán nước thì có nguy cơ rất cao Tô Lâm sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn từ phe Nghệ Tĩnh, từ giới tướng lĩnh quân đội, kể cả Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện đang là một đồng minh chính trị của Tô Lâm, nhưng lại đương mệnh danh là còn tắc kẻ hòa, rất dễ đổi màu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao tham vọng quyền lực của Tô Lâm dựa vào Bắc Kinh sẽ sớm chấm dứt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.